Mời quý vị nghe hồi ký Cú đấm Tác giả, Đình Thanh Tôi còn nhớ một chuyện, chẳng vui cũng chẳng buồn mà có thể gọi là trớ trêu. Đó là chuyện tôi dạy võ cho một công an miền Nam, để hạ đo ván một công an miền Bắc. Dạy trực tiếp mà coi như dạy hàm thụ, vì chẳng thực hành bao nhiêu, lại phải dạy cấp tốc. Mới nghe tưởng như chỉ có trong chuyện kiếm hiệp số là sau khi miền Nam sập tiệm, tất cả quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa phải tập trung cải tạo, nghĩa là đi tù mút chỉ, không biết ngày ra tù, vì tất cả bị kêu án 3 năm tập trung cải tạo, nhưng sau 3 năm vẫn ở tù tiếp, có người trên chục năm tù. Tôi cũng như nhiều sĩ quan khác trong tù, thường bị chuyển trại hoài. Tôi gần như đi hết các trại trong miền Nam, Phú Quốc, Suối Máu, Cà Tung, Xuyên Mộc, Chuyện này xảy ra ở trại Xuyên Mộc, năm đó khoảng 80. Trại tù nào cũng thế, hàng rào kiên cố, công an gác khắp nơi. Trại có nhiều dãy nhà, mỗi dãy có nhiều láng. Mỗi láng chứa độ 120 tù. Đi lao động về là cửa nhà tù đóng và khóa lại. Mỗi ngày như mọi ngày. Buổi sáng công an mở cửa nhà tù. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, tù tập hợp ở trước sân trại ngồi chờ đi lao động khi ra cổng bao giờ cũng có vài cán bộ đứng trên bục điểm số xuất trại khi đi vào rừng để lao động thì có hai công an đi theo một công an mang súng a công an tiểu liên gọi là bảo vệ cảnh vệ theo tù để trấn áp nếu tù nổi loạn hay trốn trại một công an đeo súng ngắn gọi là quản giáo lo đốc thúc tù làm việc chiều về Ngồi xếp hàng cho cán bộ điểm danh rồi vô láng, cửa khóa lại. Bây giờ đội của tôi do cán bộ quản giáo B phụ trách. Cán bộ quản giáo nào, trước khi phụ trách đội lao động đều phải nghiên cứu hồ sơ từng người tù một. Vì thế, ngoài bãi lao động, cán bộ quản giáo thường gọi từng người tù đến để hỏi lý lịch, lên lớp, nghĩa là tuyên truyền rồi động viên kèm theo hăm dọa tù phải yên tâm học tập lao động tốt để thành người tiến bộ và sẽ được cứu xét cho về sum họp với gia đình. Chủ trương thì như vậy, nhưng thực tế thì cán bộ thường gọi những người tù nào khéo nói chuyện để hỏi hang linh tinh những chuyện bù khú, chuyện ăn chơi trước bảy lăm ở miền Nam, vì tò mò và để giết thì giờ. Vì đa số công an đều rất trẻ, là những người sống sót sau chiến tranh. Họ xuất thân từ vùng quê, tâm hồn chất phát, chưa bị nhồi sọ thù hận nhiều, nên bề ngoài thường hùng hổ nhưng vẫn còn bản chất con người trung thực dĩ nhiên những cán bộ lớn tuổi trong ban giám thị trại thì khỏi nói nhất là những cán bộ công an chuyên nghiệp không phải từ bộ đội chuyển ngành họ thường tìm mọi cách hành hạ tù từ thể xác đến tinh thần để chứng tỏ lập trường với đảng với cấp trên tôi thường bị cán bộ quản giáo b kêu hỏi đủ thứ chuyện cho đến một hôm cán bộ b hỏi tôi. Anh là thầy dạy võ. Vâng, tôi dạy thái cực đạo, nhu đạo và vo vi nam. Là thầy dạy võ, anh thấy võ nào hay nhất? Thái cực đạo, nhưng cần phải có phòng tập, cần thảm. Tôi muốn anh dạy võ cho tôi. Khó lắm, học võ phải khoa chân múa tay. Ở đây đâu có làm như vậy được. Tôi muốn tập võ. Anh dạy tôi được không? Nhưng cán bộ học võ để làm gì? Cán bộ B, tâm sự với tôi như thế này. Tôi là dân Đức Hòa Đức Huệ, tỉnh Hậu Nghĩa, trước 75, theo cách mạng nên làm công an nhân dân và được về trại này cùng với vài người bạn. Trại này đa số là người Bắc. Chúng tôi được tụi nó dạy võ gọi là võ Triều Tiên. Tôi và mấy người bạn, Nam Kỳ, bị chúng đánh hoài. Nhưng ai đánh cán bộ thằng dạy võ cho trại ông ta già hay trẻ đánh cán bộ như thế nào nó chạy đến là thọc ngực đánh liền tụi tôi không đỡ được tụi tôi bàn nhau tìm cách trả thù tụi nó khoe công an miền bắc đều tập võ triều tiên cán bộ cho tôi biết họ đánh như thế nào họ dùng tay nào thọc ngực tay nào đánh và đánh vào đâu nó dùng tay trái thọc ngực tay phải đánh rất lẹ vào mặt họ có dùng chân không không tôi không thấy nhưng nó đánh xong tụi tôi ôm mặt thì nó đứng cười và còn thách đánh nữa tôi hiểu rồi từ nay tôi sẽ chỉ cán bộ cách đỡ và đấm nhưng cái khó là nói làm sao cho cán bộ hiểu vì không thể ra đòn thế ở đây được người ta sẽ thấy anh cứ nói tôi có thể hiểu được nếu có thắc mắc cán bộ hỏi lại nghe tôi giải thích cho cán bộ b đối phó với một huấn luyện viên võ thuật không phải dễ trình độ tối thiểu phải ngang với anh ta mà cán bộ chỉ mới tập võ nên tôi sẽ hướng dẫn cán bộ cách phản đòn khi cán bộ bị thập ngực và đánh vào mặt tôi chỉ hướng dẫn cho anh ta một đòn duy nhất là đòn đấm tôi dặn điều cần nhất là phải thật bí mật không cho đối phương biết mình đang tập đòn đó dù khi họ lôi mình ra để giật cũng vậy. Tôi âm thầm hướng dẫn cán bộ B. Cách đấm cho đúng phương pháp, và anh ta cũng âm thầm tự tập chỉ một đòn đó. Được hơn hai tuần, tôi đề nghị cán bộ B. Cho tôi thấy cú đấm của anh ta ra sao? Hôm sau, ra bãi lao động, cán bộ B. Đưa tôi con dao và đưa vô rừng với lý do đi bước mây, xong. Khi đến chỗ vắng, Tôi biểu diễn đấm cho anh ta coi và anh ta cũng đấm cho tôi thấy. Tôi sửa lại cách đấm cho thật đúng và cắt nghĩa rõ cách vận lực, cách giữ cái tâm cho thật bình tĩnh, cách nhắm vào mục tiêu. Chúng tôi trao đổi nhau một cách hấp tấp vì sợ người khác thấy được. Cả hai chúng tôi còn thêm một hồi hộp nữa là không hiểu khi đụng độ, huấn luyện viên võ thuật có ra đòn thọc ngực và đánh vào mặt như mọi khi và anh cán bộ bê ra chiêu đó có đúng như lúc tập không tuần sau chúng tôi lại vô rừng để tôi kiểm tra xem cú đấm của anh ta như thế nào tôi thấy anh ta có khiếu học võ nên tiến bộ rõ rệt vì tôi chỉ nói và giải thích mà anh ta lãnh hội được thì thực đáng khen có lẽ vì nung nấu ý chí trả thù nên anh ta rất hăng hái trong việc tự tập luyện anh ta hậm hực tôi muốn phục thù gấp vì bạn tôi vừa bị nó đánh nữa Tôi khuyên là cú đấm anh ta chưa đủ lực, không thể đối phó với một huấn luyện viên võ thuật được. Một tháng hai tuần trôi qua, tôi ngỏ ý muốn biết cú đấm anh ta đến đâu rồi. Chúng tôi lại vô rừng bước mây, xong. Lần này, quả thực cán bộ B đã đạt được trình độ cần thiết để sử dụng cú đấm. Nhưng để chắc ăn hơn, tôi khuyên anh ta phải tập luyện thêm nữa cho đòn quyết định đó thêm mạnh và chính xác đến tuần lễ thứ tư của tháng thứ hai chúng tôi lại vô rừng để anh ta làm thử cho tôi xem tôi đã tạm yên tâm nên nói với cán bộ b khi bị thập ngực cán bộ đừng đỡ mà chỉ chú trọng dồn hết lực vào cánh tay và đấm thật nhanh và mạnh vào mặt họ dù trúng hay trật sau đó cán bộ phải vùng bỏ chạy ngay vì họ phản đòn thì cán bộ lâm nguy nhớ là phải thật bình tĩnh nhắm ngay mặt họ mà đấm hết sức mình và bỏ chạy. Mà nếu bị kẹt, phải chiến đấu, cán bộ cũng chỉ một đòn đó mà tung ra. Nhào vô thật sát đối phương và cứ nhắm vào mặt đối phương mà đấm mãi. Họ có nhảy lùi cũng phải nhào theo mà đấm, vì nếu cán bộ rời họ ra, chỉ một bước thôi là họ sử dụng đòn chân, đá cán bộ ngay. Phải nhớ như thế. Đừng sợ, chúc cán bộ thành công kể từ ngày giờ đó tôi mất ăn, mất ngủ. Tôi không quan tâm đến chuyện anh cán bộ B. Có phục thù được hay không? Tôi cũng không quan tâm đến chuyện kỳ thị Nam Bắc, mà tôi trách mình quá bộc chọc. Cái đai đệ tứ đẳng thái cực đạo, bây giờ tôi chỉ mới đệ tứ đẳng huyền đai, cái đai đệ nhị đẳng nhu đạo, cộng với trình độ vo vi nam mà tôi học được ở thầy Nguyễn Văn Hách, cộng thêm cái danh hiệu huấn luyện viên võ thuật cho hiến binh quốc gia, huấn luyện viên võ thuật cho cảnh sát quốc gia tất cả những thứ đó tôi đều giao hết cho anh cán bộ công an b miền nam trẻ tuổi chẳng biết gì về võ thuật với chỉ có hai tháng học chỉ một cú đấm đem ra thi đấu với huấn luyện viên võ thuật võ triều tiên miền bắc nếu anh ta đấm trật hoặc đấm không hiệu quả mà người ta lại biết rằng tôi đã huấn luyện cho anh ta chỉ mới nghĩ đến thôi mà tôi đã rủ liệt tay chân như người xưa bị phế võ công rồi vậy. Thời gian cứ yên lặng trôi một cách khủng khiếp. Tôi vẫn đi lao động như thường lệ và cán bộ B. Vẫn không thấy nói gì cả. Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra hay chưa xảy ra. Cho đến một hôm, vào buổi sáng, cửa nhà tù mở cho tù đi lao động. Tất cả tù ra đi làm vệ sinh. Cán bộ B. Thấy tôi thì đến gần, nói nhỏ giọng. Lát nữa đi lao động, khi ra cổng, anh để ý trên bục cán bộ điểm số xuất trại. Anh thấy thằng nào mặt bầm tím là nó. Tôi đã đấm nó đấy. Sau đó cán bộ có bỏ chạy không, có bị huấn luyện viên tấn công lại không? Không. Vừa đấm xong, tôi định bỏ chạy, nhưng thấy nó loạn choạng, tôi giọng thêm một cú nữa. Nó nằm dài dưới đất. Nó khinh địch nên bị bất ngờ. Nghề võ cũng như đá gà. Con gà nào bị thua đau một trận là thành gà trót. Hãy gặp lại đối phương, gà đã đá mình thua đau, là mất tinh thần, chưa đụng độ đã quạt cánh bỏ chạy. Vả lại cán bộ bê. Suốt trong hai tháng mà chỉ luyện có một đòn tay duy nhất, tôi nghĩ nếu anh ta tiếp tục tự luyện tập, cộng thêm cái khiếu võ thuật, tất hiệu quả còn cao hơn nữa. Nếu anh huấn luyện viên võ Triều Tiên đó đủ can đảm thách đấu, chưa chắc cán bộ B đã thua. Trình Giảo Kim ngày xưa bên tàu chỉ biết đánh có ba búa mà ra trận là thắng. Tuy nghĩ thế nhưng sự thực tôi không rõ sau đó những gì sẽ xảy ra cho cán bộ B. Có một lần, sau khi tôi ra tù, về nhà ở Sài Gòn, cán bộ B có đến nhà tôi xin chứng nhận là tôi có dạy thái cực đạo cho anh ta, đạt đai xanh. Có lẽ anh ta cần giấy chứng nhận có nghề võ để làm hồ sơ đi đơn vị khác tốt hơn. Như qua đội săn bắt cướp ở thành phố chẳng hạn. Vương Đình Thanh. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký. Tiếng đàn. Tác giả: Xuân Đỗ. 28 năm trôi qua, nhưng bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn bàng hoàng như một cơn ác mộng mới xảy ra tuần trước vài ba ngày trước đây nhiều khi phải ráng quên đi để sống hồi tôi còn ở trại suối máu khi chưa bị đưa ra bắt bọn bộ đội được đưa qua làm cán bộ quản giáo cán bộ an ninh cán bộ các ngành là thời gian còn được dễ thở trong ban chỉ huy trại có một tên cựu công an hành tung thật bí mật đáng sợ nhất hình như nó là bí thư trong ban chỉ huy nên tất cả quyền quyết định quyền sinh sát trại viên cải tạo nằm trong tay nó nó tên là tư mô quê đâu hà tĩnh hay nghệ an nó ít khi xuất hiện ban ngày cho nên ít ai biết mặt nó mọi di chuyển kiểm tra của nó đều làm trong đêm tối ngay cả tụi nó với nhau cũng chẳng ưa nó hoặc nói đúng hơn rất sợ nó người tù cải tạo nào vô phúc bị kêu lên làm việc với bí thư tư mô kể như cầm cái giấy đi tàu suốt tôi cũng nhờ cái nghề thầy thuốc nên cũng còn được làm ở trạm y tế dưới quyền sai bảo của một tên y công nhà thương của mình trước đây tâm trạng của mọi người cải tạo là nín thở qua sông nhưng cái khó là làm sao giữ được tư cách con người không vì quá sợ cho bản thân quá sợ vì cái chết mà trở nên hèn nhát làm tôi mọi cho tụi nó và nhiều khi còn đi hại lại bạn bè cùng hoàn cảnh với mình vì những hứa hẹn ngày về sớm vì một vài chút cơm cháo đồ ăn hoặc vì không ưa nhau ghét bỏ nhau trong lúc đó thằng tư mô lại khai thác điểm này mạnh nhất để biết tận bên trong tận các suy nghĩ của các người tù và một điều đau lòng là bạn bè chúng ta trong cơn khốn cùng nhiều người đã bán rẻ lương tâm và tư cách mình trở nên những kẻ điểm chỉ tận tình cho tư mô nói là làm việc ở trạm y tế nhưng nhiều khi chẳng có thuốc men nào cả, cho nên dù có khám bệnh, chẩn đoán được bệnh, cần thuốc gì có thể chữa khỏi, nhưng tất cả rồi chỉ có xuyên tâm liên, thuốc trị bá bệnh, hoặc chẳng trị bệnh nào hết. Ai đâu, nếu không kiếm được cây lá theo thuốc gia truyền trong rừng, thì kể như chờ thần chết đến viếng trong một ngày đau buồn nào đó. Cái khổ làm việc ở trạm y tế, hằng ngày chứng kiến, nghe tận tai tiếng kêu khóc, rên rỉ của bệnh nhân, nhìn ánh mắt cầu khẩn tuyệt vọng của kẻ sắp từ giả cuộc đời, cầu cứu mình, một y sĩ, giúp họ giành giật với tử thần sinh mạng con người, mà mình bất lực, làm mình thấy mình mang một mặt cảm phạm tội, đồng lõa với tội ác. Tôi xin cán bộ và được chấp thuận, mỗi tuần làm việc trên bệnh xá 3 ngày, đi lao động với bạn bè 2 ngày. Như vậy tôi quân bình được thể xác đang đói meo, được vận động, được kiếm chút cây cỏ, rau xanh linh tinh bồi dưỡng về tinh thần đang rã rời trầm uất được đi cùng bạn bè ra đồng nội hít thở không khí đồng ruộng núi rừng cảm nhận được sự tự do chảy vào từng hơi thở từng cái nhìn một khoảng trời xanh một áng mây trắng bồng bềnh trên nền trời cảm giác hòa đồng cùng đồng đội cho mình trở lại yêu đời hy vọng một ngày về trong tương lai vô định một buổi sáng thứ tư giữa tuần tôi đang cùng bạn tù đào đất, trồng hôm sắn, thì có tiếng cán bộ đang ngồi dưới gốc cây râm mát, trong coi tù làm việc, gọi lớn. Anh Thông lại đây, tôi đang cần anh. Tôi đứng lên ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì. Tôi đang chặt hôm sắn, chứ đâu có ngồi chơi. Mọi người cũng đang bận rộn với công việc của mình. Tôi đi lại gần tên cán bộ, chuẩn bị đề phòng, nếu nó nghĩ mình lười biếng, không làm việc, nó đánh bằng cây, thì mình thủ thế, tránh né. Trước đây cũng có một trường hợp cán bộ đánh tù, vì cái anh tù đó, chai lười thật tình, cho đến bạn tù cũng sợ anh ta. Tôi chậm chậm đi đến, anh ta chỉ người vệ binh, nói. Anh về trạm y tế, có việc đang cần anh. Khẩn trương lên. Tôi thở ra, nhẹ nhõm, tự cười mình lo sợ hảo huyền và cũng cảm thương cho mình chẳng còn tin ai trên cõi đời độc ác này. Về đến trạm y tế, chẳng có ai bị đau ống chi cả. Những trường hợp đau nặng đều được đưa đi nhà thương huyền hay tỉnh cả rồi. Một lúc sau, anh vệ binh khác đi vào bảo tôi. Anh đi theo tôi, lên phòng chỉ huy, đang cần anh. Tôi lại lo lắng. Cái ngày gì mà lắm chuyện hồi hộp bỏ mẹ. Làm việc với các kẻ VC này dù không còn chiến tranh nữa, cũng tổn thọ quá, dễ bị lên cơn đau tim. Tôi tự than thầm, khôi hài một tí cho đỡ mệt. Lên phòng chỉ huy, tôi đứng sớ rớ ở một góc phòng, chờ. Tên vệ binh, đi vào phòng, có lẽ phòng quản giáo, to nhỏ gì đó, rồi trở ra, hất đầu bảo tôi đi theo nó. Đi qua khu nhà ở của các cán bộ trại, nơi mà bọn tù cải tạo chúng tôi không được léo hánh đến vào cái nhà nho nhỏ tương đối đầy đủ đồ đạc bàn ghế toàn đồ do toán mộc của trại làm chạm trổ tỉ mỉ tôi chạm trán ngay với tên y công thủ trưởng trên trạm y tế hắn ta nói nho nhỏ với tôi bà vợ ông bí thư ở hà nội vào thăm chồng bị đau ruột cấp tính kêu tôi lên khám bệnh mà tôi có biết khám bệnh thuốc men chi đâu tôi mới nói việc này phải kêu ông bác sĩ ngụy mới xong thôi anh vào khám cho bà ấy đi không xong kẹt cả tôi và anh đó tôi muốn đạp cho thằng chó chết một đạp cho bỏ ghét nhưng nghĩ để làm gì với những bọn này cho thêm bực mình tôi hỏi hắn ta anh có mang ống nghe máy đo áp suất máu đó không hắn ta bảo có và chạy lại góc nhà lấy cái gói giấy báo đưa cho tôi tôi mở ra xem lại cái ống nghe có còn sử dụng được không cái bom hơi bằng cục cao su có còn tốt không tôi hất hàm hỏi hắn ta bệnh nhân nằm ở đâu hắn ta chạy le te lại căn phòng có cửa đóng nói vọng vào báo cáo cán bộ bí thư có anh bác sĩ ngụy muốn vào khám bệnh cho bà nhà cánh cửa hé mở và có tiếng nói ra cho vào tôi bước vào nghe tên bí thư nói với tên y công tôi cảm thấy bực bội nghĩ rằng tụi chó chết này khám bệnh làm gì cho mệt xác để cho tụi nó chết cho đỡ khổ thiên hạ tuy nghĩ thế nhưng lương tâm một y sĩ thúc đẩy tôi bước vào nhà sẵn sàng khám bệnh tôi nhìn lên giật thót người bắt gặp một bộ mặt như một con chim cú da mặt sần sùi chỗ đen chỗ đỏ cặp mắt một con ti hí như một sợi chỉ một con lồi ra, đỏ ngầu. Tôi đứng sững lại, muốn bước thối lui. Giọng ồn hoàng của nó vang lên trong căn phòng vắng. Anh có biết khám bệnh, cho thuốc, chữa bệnh không? Vâng, tôi biết chứ. Có điều kẹt là, sau khi khám, tìm ra căn bệnh, nhưng ở đây không có thuốc men, cũng đành chịu thua thôi. Điều này cán bộ biết rõ hơn tôi. Khám đi tôi sẽ lo về thuốc tôi muốn nói cho anh biết rõ rằng đây là vợ tôi mới xin được giấy phép đặc biệt từ trên vào thăm tôi bị đau trong ruột mấy hôm nay anh cũng nên nhớ rằng tính mệnh anh và đồng bọn anh nằm trong tay tôi nếu anh có cử chỉ gì nguy hại cho vợ tôi tôi sẽ bắn anh và các tù khác ngay cán bộ đừng lo về điều này tôi là một y sĩ có lương tâm nghề nghiệp chỉ biết cứu người chứ không bao giờ có ý nghĩ hại người. Tư mô chỉ cho tôi, vợ hắn đang nằm trên giường phía trong. Tôi bước lại, hắn đi theo bên tôi. Trên chiếc giường một người đàn bà còn trẻ, tôi không đoán độ bao nhiêu tuổi, nằm thiêm thiếp. Tôi biết bà ta không ngủ và có lẽ nghe những lời đối đáp giữa tôi và tư mô. Mắt bà ta nhấp nháy đôi khi và ương ước như khóc thầm hay vì đau trong bụng quá, chịu không nổi tôi ngồi xuống trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh giường bắt đầu khám bệnh tôi nghe nhịp tim nhịp tim bình thường tôi bắt mạch nơi cổ tay mạch hơi rối loạn một chút không có gì nguy hiểm tôi hỏi bà đau trong bụng chỗ nào đau liên hồi hay đau từng cơn bà ta chỉ nơi bụng dưới tôi nghĩ bao tử chứ không phải ruột như tên y công nói tầm bậy Tôi lấy tay nhấn mạnh chỗ bà ta chỉ, hỏi: Tôi đè mạnh xuống chỗ này, bà có cảm thấy đau không? Bà ta gật đầu. Tôi hỏi lại: Bà đau liên hồi hay đau từng cơn, đau từ lúc nào, lâu chưa có uống thuốc tây gì trước đây không? Giọng bà ta mệt mỏi nhưng âm thanh có vẻ nhẹ hơn giọng của những sướng ngôn viên trên các đài phát thanh chúng tôi hay nghe, chát chúa, âm độ khá cao nhiều khi thật dữ dằn vâng ạ à, tôi đau từng cơn đau đến toát mồ hôi đôi khi đau lúc đói bụng đôi khi lúc vừa ăn xong thật sự tôi không biết rõ tôi đau bụng như thế này từ bao giờ nhưng đau nhói như thế này mới xảy ra cách đây vài ba tháng thôi lúc đầu tôi tự nhiên thấy mệt mỏi xuống cân và trông gầy hẳn đến nỗi mẹ tôi và bạn bè cũng ngạc nhiên và lo ngại cho tôi tôi có đi khám bệnh do một y tá giỏi ở hà nội khám có cho uống thuốc tây trụ sinh lúc đầu cũng đỡ các cơn đau giảm đi tuần trước vào năm đây thăm nhà tôi tôi cũng đã thấy không khỏe trong người nhưng mới vài ngày này các cơn đau lại đến nhiều hơn tôi có uống lại những viên thuốc trắng trắng do anh y tá ngoài hà nội bảo mua nhưng lần này không hiệu quả gì tôi hỏi vội bà có biết tên của viên thuốc trắng trắng thuốc trụ sinh đó tên gì không bà ta lắc đầu tôi nghĩ đến chứng loét bao tử nhưng để có thể đoán đúng phần nào tôi hỏi chi tiết hơn khi bà đi cầu bà có thấy phân có màu gì không bà ta có vẻ không hiểu câu hỏi của tôi hoặc ngượng trả lời vâng không đau lắm tôi hỏi lại bà cho tôi biết rõ khi bà đi đồng bài tiết đó có thấy phân màu gì như màu vàng màu đen màu đỏ có dính tí máu chẳng hạn tôi cần biết chi tiết này để chẩn đoán bệnh cho đúng và như vậy mới cho thuốc chữa bệnh được vâng ạ à, có màu đen mới đây thôi như vậy tôi đoán gần đúng có lẽ bà ta bị loét bao tử xuất huyết trong bao tử nếu có chụp quan tuyến ít và thử máu được thì dễ dàng cho y sĩ đoán bệnh hơn tôi hỏi lại cho chắc thế ở hà nội khi anh y tá cho bà uống thuốc có nói gì đến bệnh đau bao tử của bà không và có nói thuốc trắng trắng cho bà uống chữa bệnh gì không ạ à. tư mô từ đầu cuộc khám bệnh đứng bên cạnh khoanh tay xem và nghe các lời đối đáp giữa tôi và vợ anh ta chăm chú nhưng không hề hé môi nay đoán rằng tôi có thể tìm ra bệnh trạng cho vợ anh ta và có thể chữa lành được bệnh, mới nói. Anh đừng ngạc nhiên, mấy thằng y tá nếu náo ở Hà Nội, tụi nó phét nát lắm. Tôi mà điều về ngoài đó làm việc thì tụi nó biết tay ông. Tôi thấy vui vui vì tìm ra căn bệnh và nghe tên bí thư này dở giọng đe dọa ngay cả đồng chí của nó ngoài Bắc, làm tôi bật cười. Nó cũng cười theo thoải mái, chị vợ cũng cười được trong khuôn mặt méo mó đau đớn tôi nói cho cả vợ chồng nó nghe có lẽ chị bị đau bao tử lở loét bên trong có thể do vi trùng có thể do thức ăn làm độc bệnh này để lâu nguy hiểm cho tánh mạng nhưng cũng dễ chữa tôi viết cho chị hai thứ thuốc trụ sinh một loại chặn đứng cơn đau một loại chữa lành màng tổ ong trong của bao tử như tôi có nói cho cán bộ đây cái khó là ở đây không có thuốc tây nếu cán bộ tìm mua ở chợ đen hoặc có người về được sài gòn mua ở các tiệm thuốc tây đúng thuốc thiệt tôi hy vọng chữa được bệnh cho chị tư mô đưa tay cầm miếng giấy tôi viết tên thuốc nó nhíu mày nói sao anh không viết bằng tiếng việt của mình mà viết bằng tiếng nước ngoài nô nệ quá tôi muốn bật cười nhưng nhìn bộ mặt trúng chó của Tư Mô, tôi hiểu, lần này nó không vui. Tôi giải thích. Thật ra tôi cũng có thể viết tên thuốc bằng cách phiên âm ra tiếng Việt như cán bộ muốn, nhưng có điều bất tiện và cũng có thể nguy hiểm cho người uống thuốc, là người bán thuốc sẽ hiểu lầm, bán một loại thuốc khác, không chữa được bệnh mà lại làm nguy hiểm cho tính mạng khi uống sai loại thuốc. Được rồi, tôi sẽ bảo các đồng chí liên lạc mua ngay trong ngày hôm nay còn dặn gì nữa không vợ tôi có nên tiếp tục uống những viên thuốc trắng trắng của mấy thằng y tá đã cho nữa không có cử ăn uống gì không vâng không được uống mấy loại thuốc trắng trắng đó nữa vẫn ăn uống ăn cháo nấu nhuyễn tốt hơn trong lúc chờ đợi thuốc trị bệnh bao tử tôi chỉ cho chị uống nước gạo lứt rang vàng như uống trà vậy gạo lứt vừa xây ra để nguyên vỏ rang một nắm trên lửa nhỏ cho đến khi vàng sậm đừng để cháy làm mất dược tính trong gạo lứt và cám gạo lứt có nhiều chất có thể chữa bệnh loét bao tử được tôi bảo bọn dân ở đây nạp lúa khô xây ra gạo lứt ngay thôi anh về lại trạm y tế đi khi nào cần tôi gọi anh ngay tôi trở về trạm y tế không có việc gì làm tôi bảo tên y công tôi về láng hoặc xuống nhà bếp kiếm chút gì ăn đói quá buổi sáng ngày hôm sau sau khi đánh răng rửa mặt ăn vài củ sáng điểm tâm chuẩn bị ra ruộng đi lao động tên quản giáo đi ngang qua chỉ tôi bảo anh thông ngày hôm nay lên trạm y tế hoặc nằm nhà chờ lệnh khi cần sẽ gọi anh tôi biết là lệnh của tên bí thư tư mô và tôi cũng muốn biết nó có mua được thuốc cho vợ nó chưa? Tôi nằm nhà, nhầm nhì chén chè trà xanh do một anh bạn tù hái được. Khi vào rừng đốn tre lộ ồ khoảng 10 giờ, có tên vệ binh đi vào tìm tôi, bảo. Anh lên phòng chỉ huy gặp cán bộ bí thư tư mô. Các bạn tù già không đi làm lao động nhìn tôi ái ngại, nhưng tôi biết chuyện gì rồi. Hy vọng nó mua được thuốc và bệnh tình của vợ nó thuyên giảm. May ra do đó, nó thay đổi chút ít, bớt tính ác, để mọi người đỡ khổ, có đôi phút thoải mái. Bước vào phòng, tôi gặp nó ngay. Vẫn bộ mặt chim cú nhăn nheo. Nhưng hôm đó nó lượm đâu được cái kính đen, nên che được đôi mắt khủng khiếp. Nó nói, Tốt. Anh bác sĩ ngụy này làm được việc lắm. Tôi hỏi, Vợ cán bộ có thuốc uống chưa, có kết quả tốt không? tốt lắm cô ta đã uống trà gạo lứt đêm qua và uống hai thứ thuốc anh viết giấy cô ta hết đau rồi đang nấu cơm gà cho tôi ăn mừng cô ta lành bệnh mừng cho chị đã bớt đau tôi nói bớt đau chứ chưa lành hẳn đâu phải tiếp tục uống hai loại thuốc đó mỗi ngày một viên uống với nước sôi để nguội uống càng nhiều nước càng tốt tiếp tục uống thuốc như vậy trong một tháng, cho bệnh dứt hẳn. Nếu cần tôi khám lại, xem có lành hẳn chưa, trước khi dứt uống thuốc. Và trà nước gạo lứt, cũng đừng làm dụng, mỗi ngày uống một lần vào buổi sáng là tốt. Tôi định chào hắn ta, đi về láng nằm nghỉ. Hắn lấy cái gói nho nhỏ, đưa cho tôi, nói. Cái này của anh. Tuyệt đối không nói cho ai biết. Đây là kỷ luật của trại. Tôi ngỡ ngàng, không biết vật gì, lật tờ giấy gói nhìn thấy tán đường đen. Cũng buồn cười và cũng cảm động, tôi định nói cảm ơn thì hắn đã quay đi vào phía trong. Thôi cũng tốt, cơ thể thiếu thốn dinh dưỡng quá nhiều, này có chút chất ngọt, cũng tăng thêm được đôi chút năng lực cho cuộc sống nơi núi rừng. Cuối tuần đó tôi đưa tán đường đen cho hai người bạn thân cùng láng nấu chè đậu xanh tôi chỉ nói của một bệnh nhân trên trạm y tế cho cuộc sống tù tội trong núi rừng cứ thế tiếp diễn càng ngày càng đói khổ bệnh tật hơn tên tư mô vẫn là một bóng ma ám ảnh mọi người tôi vẫn mỗi tuần ba ngày lên trạm y tế hai ngày đi lao động một số bạn tù trong láng chuyển đi nơi khác không ai biết đi đâu tôi cũng quên hẳn vụ vợ tên bí thư tư mô bệnh đau bao tử lành hẳn chưa một buổi chiều vừa ăn cơm xong mọi người chuẩn bị lên hội trường học tập chính trị cũng đi đi lại lại và những bài viết thu hoạch sau buổi học tập tên quản giáo đi lại chỗ tôi đứng nói chuyện với bạn bè kêu tôi ra nói anh thông lên ban chỉ huy có việc cần nhớ mang theo dụng cụ khám và chữa bệnh có người sẽ dẫn anh đi và về tôi nghĩ lại có thằng cán bộ cho chết nào đâu đây tôi chẳng vui chút nào khi đi săn sóc sức khỏe cho những tên giết hại bạn bè tôi tên vệ binh dẫn tôi qua khuôn nhà cán bộ ở bảo tôi đứng chờ đi vào phía trong một lúc có tiếng mở cửa tôi ngạc nhiên vợ của tư mô bước ra tươi cười chào tôi tôi sắp về lại hà nội nhờ anh bác sĩ khám lại cho tôi đã lành hẳn bệnh bao tử chưa như anh dặn trước đây chị ta da thịt hồng hào tươi mát trong trẻ hẳn, tôi cũng chẳng nhìn ra. Tôi lấy ống nghe nhịp tim, chẩn mạch. Tất cả đều tốt. Như vậy bệnh bao tử đã lành hẳn rồi, tôi bảo cho chị ta như vậy. Chị ngập ngừng một chốc, rồi nói. Anh bác sĩ chữa bệnh tốt quá. Tôi có điều này nói với anh, anh giúp cho nhé. Anh tư chồng tôi từ ngày bị phỏng bom xăng của tụi đế quốc Mỹ trong cuộc quanh tạc điên cuồng của chúng xuống Hà Nội vào mùa đông năm 1971, anh bác sĩ thấy đó, khuôn mặt đẹp trai của anh khi còn trẻ nay trông thật kinh khủng. Anh tư tôi đau khổ lắm. Anh bác sĩ chữa bệnh tốt quá, anh có thể chữa cho anh tư tôi được không? Tôi lưỡng lự không biết trả lời làm sao cho chị ta hiểu, tôi không có chuyên môn về khoa chỉnh hình, sửa chữa sắc đẹp. Tôi cũng hiểu nỗi khổ tâm của tên tư mô, mang bộ mặt của quỷ dữ. Tôi Trấn An. Trong y khoa tân tiến ngày nay việc chữa những vết sẹo trên mặt không khó lắm, nhưng phải có trang bị máy móc tối tân và bác sĩ học chuyên môn về ngành này. Tôi nghĩ một ngày nào đó, anh cán bộ chồng chị về Sài Gòn, xin phép đi Nhật Bản hay các nước Âu Châu, có thể chữa khỏi bằng cách lấy da trên bắp vế chân cấy lên da mặt. Chứ ở trong xó rừng này, tôi một người tù với hai bàn tay trắng, cái ống nghe cũ kỹ này không làm gì được cả. Chị ta cúi đầu yên lặng. Tôi chợt nghe tiếng đàn măng đô linh vọng vào. Tôi nghe chăm chú và tự hỏi ai đàn, từ khi còn là sinh viên y khoa, tôi một thời cũng mê đàn ca, hát hò, nên nghe tiếng đàn, tôi biết ngay, người đang chơi đàn đó có tâm hồn khoáng đạt, nghệ sĩ lắm. Tiếng trung thật tròn và các tiếng lấy, các hòa âm vững vàng lắm, đôi khi như hứng chí người đàn chuyển qua cung bậc cao óc ta thật tuyệt chị vợ tên bí thư có lẽ thấy tôi nghe say sưa nói nho nhỏ anh tư chồng tôi đàn đấy hồi còn trẻ ở hà nội tôi yêu anh vì tiếng đàn và giọng hát ngọt ngào của anh anh bác sĩ có biết anh đang đánh mấy bản trường sơn đông trường sơn tây và nhạc liên xô đó không tôi gật đầu vì nghe hoài những bản này trên đài gần như hàng ngày, nên thấy chẳng có gì hay cả. Hình như tư mô chơi qua một bản khác, nghe thật lạ, nét nhạc khi nhẹ nhàng, êm ái như mặt nước mùa thu, khi sầm sập như thác đổ. Tôi nhìn chị ta như có ý hỏi tên bản nhạc, chị gật đầu. Vâng, bản chiều trên sông Volga, nhạc liên xô đấy. Bản này hay lắm. Tôi hỏi. Nghe chị và cán bộ chồng chị thích ca nhạc từ khi còn trẻ ở Hà Nội, chắc anh chị thích nhạc Văn Cao chứ? Chị gật đầu. Vâng, lúc trẻ chúng tôi thích nhạc Văn Cao lắm, chắc anh biết Văn Cao là tác giả bản quốc ca đấy. Nhưng sau này, ông ta ngã qua hữu khuynh, nên trình cấm nhạc Văn Cao. Thế chị có biết bản Bến Xuân của Văn Cao không? Vâng, anh tư thích bản này lắm, bản nhạc này Văn Cao viết lại lời khác, lấy tên là đàn chim Việt, nhưng cũng bị cấm, nên anh cũng không dám đàn nữa. Tiếng đàn đã dứt. Tôi chào chị ta để về lại láng, kịp giờ ngủ, để ngày mai lại đi lao động. Đêm đó tôi cứ thao thức hoài, suy nghĩ miên man về tiếng đàn nhẹ nhàng, thanh thoát từ tay một tên công an dữ dằn, độc ác, giết người không gớm tay. Tôi rơi vào giấc ngủ đầy ác mộng tôi bị một bầy thú rừng, hình thù kỳ dị, thân người, mặt thú rượt đuổi. Tôi vấp ngã sóng sượt trên đất chờ chết, nhưng may quá có một nàng tiên bay đến, xà cánh xuống bên tôi, rút cây đàn, gãy lên những bản nhạc tình ca và chim muôn tụ lại cùng múa hát. Bầy thú sa đích chạy biến mất vào rừng. Tôi lăn mình trở dậy, hít thở không khí trong lành, mát mẻ của núi rừng, quên mất mình đang ở tù. Xuân đổ Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe hồi ký. Lễ nửa đêm Tác giả Ngọc Liên Hai khoảng cách, tưởng chừng như mới đây mà đã bốn chục năm qua. Phần lớn những chiến sĩ địa phương quân đồn trú tại khu vực ba biên giới này đến nay không còn nữa. Hoặc đã hy sinh trong những trận tấn công biển người của địch, hoặc bị chúng bắn sẻ, giật mình. Một vài cấp chỉ huy, sau tháng tư đen, được tập trung cải tạo và ngã xuống nơi rừng thiên nước độc. Tôi đã gặp Thượng sĩ Nhâm, người từng đảm nhiệm chức vụ sĩ quan chiến tranh tâm lý của đơn vị này trong một nhà tù tại tỉnh Thuận Hải vào năm 1984, trại Z30C. Ai cũng biết rằng các vị hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ phải trình diện học tập ngắn ngày, sau đó được về với gia đình. Nhưng hạ sĩ quan thuộc các ngành an ninh, tình báo, chiến tranh chính trị, cảnh sát đặc biệt, đều thuộc diện cải tạo lâu ngày, có vị còn ở tù lâu hơn một số tướng, tá, gần 13 năm. Nhâm, năm ấy đã trên 50 tuổi, gặp lại tôi lần đầu trên hiện trường lao động, vào buổi chiều trước đêm lễ Giáng sinh, anh hỏi vừa đủ nghe. Anh Thanh, còn nhớ tôi không? Tôi gật đầu. Chiều nay, trước giờ vô chuồng, mình gặp nhau trước căng tin nha. Nhâm, Mong gặp sớm. Chúng tôi rủ nhau ngồi hóng gió trên chiếc ghế dài bên lối đi cạnh căng tin. Nhằm mở đầu. Vậy mà cứ tưởng anh ở Sài Gòn dễ di tản lắm. Tôi ngắt lời. Vậy là trước ngày sập tiệm, anh vẫn còn trên đồn biên giới. Đâu có ở một nơi lâu dữ vậy, vài năm sau đêm Noel đó, tôi được thuyên chuyển về tiểu khu hậu nghĩa. Anh biết tại sao không? bởi tôi có hoàn cảnh gà trống nuôi con. Tôi ngẩn người. Xin chia buồn, muộn với anh, hẳn là cháu bé còn nhỏ lắm. Mới được hai tháng khi má nó đi chợ, cách đồn khoảng 2 km, bị trúng đạn pháo giải phóng. Vợ tôi chính là em gái của ông Vương, người đã được giới thiệu với anh là có giọng ca vàng, chắc anh còn nhớ. Tôi không nhớ tên, nhưng bài đêm đông của Hải Linh mà chị ấy hát thiệt, ngọt. Đâu ngờ anh chỉ kết hôn và Nhầm tự lưng vô thành ghế Tiếc rằng mình không ở cùng đội Để tôi có thể dài dòng kể lại Cuộc tình bi đát của chúng tôi cho anh nghe Vừa nói tới đây Tiếng loa oan oan phát ra Chiều nay Các đội vô buồn sớm Anh nào công giáo chuẩn bị đi dự lễ Noel Cả hai chúng tôi đều ngạc nhiên Chuyện chi lạ Bộ năm nay trại cải tạo tổ chức lễ Giáng sinh thiệt sao? nhầm nhún vai. Nói vậy mà không phải vậy đâu, để coi. Anh chưa kịp nói thêm thì đã có tiếng kẽn điểm danh vô buồn, chúng tôi bắt tay nhau. Chiều mai, mình ra đây tiếp tục. Nhưng, ngay tối hôm đó, chúng tôi lại gặp nhau do một sự sắp xếp rất tình cờ. Sau khi vô buồn chừng 30 phút, có tiếng mở khóa cửa, một anh thường trực thi đua bước vào. Chú ý! đó là tiếng hô của một trại viên nào đó khi thoạt thấy cán bộ xuất hiện tên công an lớn tiếng các anh theo đạo công giáo ra sân tập hợp nói xong y quay ra cửa chúng tôi lần bước theo và ngồi hai hàng trước sân tên công an giơ tay chỉ về phía trái anh nào là tuyên úy tập hợp riêng phía này có mấy ông cha đứng lên và làm theo lời cán bộ còn các anh khác theo thi đua lên hội trường dự lễ Noel. Chúng tôi đứng lên và đi sau anh trại viên làm nhiệm vụ thường trực thi đua. Tới hội trường, tôi đã thấy nhiều người ở các đội khác có mặt. May quá, nhâm ngồi gần cửa ra vào. Tôi đến ngồi bên cạnh anh. Đúng là chúng ta có duyên. Nhầm chỉ tay lên sân khấu. Tôi đinh ninh là đêm nay, họ cho phép một vị linh mục làm lễ nửa đêm ở hội trường này, như loa đại đã loan tin, về đâu, nói vậy mà không phải vậy, anh coi, họ đặt một máy tivi 19, bộ đài Sài Gòn truyền hình lễ Giáng sinh cho mình coi chắc. Tôi cười. Làm gì có chuyện hoang đường đó, mình đâu biết họ dở trò gì, hạ hội phân giải, hãy kể tiếp câu chuyện của anh thôi. Nhâm cười theo. Đồng ý. Đêm Noel khiến tôi mang hình ảnh hạnh, người vợ bất hạnh của tôi. Trong cái câu lạc bộ bỏ túi của đồng binh, chúng tôi từng tổ chức lễ kỷ niệm của các tôn giáo có tín đồ đang đồn trú tại đây. Dạo ấy, lễ Phật đảng còn được tổ chức vào ngày 8 tháng 4 âm lịch, chúng tôi thiết lập bàn thờ Phật, cũng đủ hương nến, dù đơn giản. Một Phật tử sướng kinh bát nhã ba la mật, ai thuộc thì đọc theo. Cả kỷ niệm lễ vía bà chúa xứ kỷ niệm Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh cũng được tổ chức. Riêng dỗ tổ lạc Long quân Âu Cơ, mùng 10 tháng 3, số người tham dự đông hơn, có cả bà con vùng lân cận kéo đến. Trong dỗ tổ, chúng tôi còn thực hiện tế với quan viên mặc áo thùng xanh, khăn đóng nữa. Trở lại lễ Noel năm đó, chắc anh còn nhớ, chúng tôi đã làm được một hang đá, đủ lệ bộ. Ngôi sao được cắt bằng giấy vàng, có mấy dải ánh sáng tỏa xuống máng cỏ. Hạnh không phải là con chiên, nhưng tôi để ý lúc ca bài đêm đông cũng như khi quỳ bên máng cỏ, nàng có khuôn mặt nhất là cặp mắt thiết tha, như khẩn cầu một ơn phước nào đó thì. Ngoan đạo Một anh trùm đọc thánh kinh, bài phúc âm theo thánh Luca. Lễ tất, anh em mình đã ăn rời vây dông vui vẻ. May quá, đêm noel đó đồn không được ăn pháo trong lễ tôi đứng phía bên hông cửa nhìn đăm đăm khuôn mặt hạnh bỗng nhiên tôi cảm thấy vướng vào đôi mắt của nàng hình như nàng cũng nhìn tôi bằng cặp mắt tha thiết ấy chỉ có thế thôi thật mơ hồ trong bữa ăn tôi như kẻ mất hồn nàng đã khiến kẻ si mê khờ dại nhút nhát là tôi trở nên thông minh bạo dạn dám ngỏ lời, cầu hôn ít ngày sau đó. Sở dĩ tôi phải khẩn trương tranh thủ thời gian, vì hành chuẩn bị về lại Sài Gòn. Thiệt là thánh nhân đã kẻ khu khờ, hạnh phúc đến với tôi như một phép lạ từ trên trời rớt xuống. Có lẽ vì tôi sớm được nên cũng đã sớm mất hạnh. Câu chuyện của nhâm bị gián đoạn, vì ban xuống hội trường mừng lễ các trại viên công giáo. Ban chánh giám thị trại giam là một người nghệ tĩnh, tuyên bố rằng sở dĩ trại phải mời các trại viên lên đây là để xem truyền hình, tránh khỏi các vi phạm tiêu cực như đã thường xảy ra trong những đêm lễ Noel. À ra thế, chớ đâu có linh mục nào làm lễ nửa đêm, vì quý vị tuyên úy công giáo tù cũng được tập trung trên hội trường cơ quan, tránh làm lễ chui, vi phạm nội quy, có thể bị cùng một chân ít là bảy ngày, như một vị đã lãnh. Nói xong, tên chánh giám thì vội vã ra khỏi hội trường. Đèn tắt, màn ảnh nhỏ chiếu cảnh đường phố Sài Gòn, đồng bào tấp nập đổ xô đến các nhà thờ Đức Bà, Huyền Sĩ, Bà Chiểu, Thánh Tâm, Thị Nghè, Đắc Lộ, Vinh Sơn Liêm, Vườn Xoài, Chí Hòa, Hòa Hưng, hoặc chỉ đi trước đèn, bát phố. Tuy chúng tôi không thiết gì coi tivi, nhưng từ lúc đó, cho đến khi về buồn, chúng tôi cũng không thể tiếp tục câu chuyện. Vì ăn ten rà soát từng dãy ghế, coi có ai đọc kinh để còn báo cáo. Đó là lần chót tôi gặp lại Nhâm. Đầu năm 1985, tôi chuyển trại qua Z30D, cũng thuộc tỉnh Thuận Hải, còn được kêu bằng trại Thủ Đức. Nhâm ở lại Z30C. Sau mấy năm định cư trên miền đất tự do này, tôi không được tin tức gì của Nhâm. Không biết anh còn ở Việt Nam hay đã qua Hoa Kỳ. Những ngày vào mùa giáng sinh như thế này, tôi rất muốn được gặp lại Nhâm để ôn lại những câu chuyện ngày xưa còn gian dở, trong đó có chuyện dự lễ Noel trong trại giam. Chúng đã nhốt tù nhân công giáo vào một nơi riêng biệt, không cho cầu kinh trong đêm giáng sinh, gọi là dự lễ Noel, trên màn ảnh nhỏ chỉ chiếu cảnh đường phố và mặt tiền các nhà thờ ở Sài Gòn. Hoàng Ngọc Liên